Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu về bộ 6 món dao của hãng VWF. Cái bộ này có tên là Spitzenklasse. Cái bộ này được sản xuất tại Đức và có mã là 18958599992. Chúng ta sẽ có một cái kệ bằng gỗ kèm theo là 6 món dao. Đây là thông tin của sản phẩm bằng nhiều ngôn ngữ nhưng chủ yếu là dành cho thị trường châu Âu thôi. Sản xuất tại Đức, Main Germany. Và chúng ta sẽ tìm hiểu ở bên trong. Đóng gói chúng ta sẽ có tờ sách giới thiệu nói về đặc tính của cái dao này, rất là sắc. Đây là chiếc kẹo gỗ này. Và chúng ta sẽ có 6 món dao, bao gồm có dao làm bếp này, dao chặt, dao đa năng, một cái kéo và một lưỡi thép mài dài 23 phân. Đây là khối gỗ để đựng dao, được hoàn thiện rất là đẹp và có logo của VWF. Ở dưới cái khối gỗ này thì có cái chân đế để chống trơn trượt này. Bạn thấy vân gỗ rất là đẹp. Cái này để cái không gian bếp rất là phù hợp. Và đây là 6 món dao. Đầu tiên là cái mài dao là dạng lưỡi thép dài 23 phân, bạn cắm vào đây. Tiếp theo là chiếc kéo. Tất cả đều chính hãng VWF. Bạn cũng sẽ nhét vào cái vị trí này để đựng kéo. Và đây là con dao chặt. Con dao này có kích thước lưỡi là 15 cm, giúp các bạn chặt xương, gân, chặt thịt rất là dễ dàng. Đấy, cái sống lưng nó cũng khá là dày. Đây, lưỡi sắc này. Cái còn phần cán dao ấy thì các bạn thấy nó làm từ cái vật liệu giống như sừng ấy, cầm rất là thích. Đây, các bạn gài vào đây. Tiếp theo, nó là con dao khá đặc biệt. Dao này là dao lọc, dao phi lê, dao nhà bếp. Chiều dài lên tới là 18,5 cm. Cũng gọi là dao thái cũng được. Cái này để thái thịt rất là hiệu quả. Bạn thấy lưỡi nó cực kỳ sắc. Lưỡi dài nữa, nên là để thái rất là hiệu quả. Cái chất liệu làm dao thì là thép không gì, độc quyền của VWF, rất là bền. Đây là con dao đa năng, có thể gọt được. Dao này thì dài là 10 cm, có thể làm chế biến thực phẩm hoặc để cắt gọt, rất là tiện. Các bạn thấy cái độ sắc của lưỡi dao này. Đây, bên này chúng ta có đủ 6 món. Thì nếu mà các bạn quan tâm tới cái bộ dao 6 món của VWF thì các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.